là một đôi loại DK mang mã hiệu VR12. Hiện tại mẫu sản phẩm này em đang bán trong bác với mức giá là vô cùng là siêu yêu thương, là 5.700.000 đồng các bác nhá. Phiên bản mẫu mới tem bạc, design bởi Italia, được sở hữu một lớp sơn sần chống xước, mặt e căng ca lăng bằng vàng, nhìn rất đẹp. 5.700.000 đồng là một mức giá là vô cùng là yêu thương và đã rất là rẻ rồi. Cái thùng của nó cực kỳ chắc, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, rất là chắc khỏe. Và vừa rồi đi bê loa tay nó hơi đen, các bác thông cảm, nhìn rất là chắc các bác nhé. Và âm thanh của nó thì tái tạo một âm thanh chất lượng cực kỳ cao. Nói chung là trong tầm giá này không ngán thôi non à, trong tầm giá này cam kết với các bác không ngán bất kể một đôi non à. Em sẽ thử tiếng minh mộc để cho các bác cùng thưởng thức. Lì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, ở đôi loa này thì là cái chất mic của nó ra cực kỳ sáng các bác nhé. Có lý dùng đẩy khỏe khỏe một chút thì nó mới đánh được đôi loa này, bởi vì cái thép từ của nó các bác có thể nhìn thấy nó rất là khủng khiếp, rất là đại ca. Từ 190 quay 76 các bác nhá. Liền các bác có thể làm loa monitor hoặc là đánh đám cưới trong khoảng 200 khách quay đầu vẫn rất là ok. Và các bác thuê âm thanh hội trường hội thảo đấy, các bác dùng đôi loa này một đôi thôi, nó quát cả nhà văn hóa nghe thấy. Ok các bác, và bây giờ em sẽ cho một chút nhạc này để các bác cùng thưởng thức cho đơn. Các bác đeo tai nghe vào các bác nhá. VR12L số series 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gửi thư gì trúng bánh vàng? Quét mã QR trên thẻ cào và nhập thông tin để tham gia ngay. Quan tâm đến sản phẩm model hàng chất lượng, hàng loại 1 này thì các bác liên hệ cho em các bác nhé. Ok, các bác nào còn chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh và chia sẻ bài giúp em. Cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ kênh của bên em.